xem hoa anh đào nha các bạn. Mình đang đứng ở cái bờ hồ Tidal Basin ngay Washington DC nè các bạn. Hoa anh đào nở rất là tuyệt vời nè, rất là đẹp luôn nè, cả một bờ hồ luôn. Đó, đẹp không? Đẹp lắm các bạn ơi. Đó, mấy bữa trước mưa đá cho nên cái hoa bây giờ nó cũng tàn tạ một chút xíu rồi, nhưng mà hoa vẫn còn nở nè. Đêm hôm qua trời lạnh gió dữ lắm luôn, cho nên là hoa nó cũng bị rơi rụng đôi chút, nhưng mà vẫn còn rất là nhiều. Hôm nay thì thời tiết cũng là 27 độ đó các bạn, 27 độ, lạnh lắm, lạnh lắm, lạnh lắm. Mấy chị bây giờ đang đứng chụp hình nè. Ôi đẹp lắm chị Bách các bạn ơi. Ôi hoa tuyệt vời luôn. Đẹp 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 lắm. Đó. À đây mình thì mình tới Washington DC này cũng vài lần rồi. Nhưng mà mình đi mùa hè. Còn bây giờ mình canh cái mùa hoa anh đào, mình đi vào mùa cái hoa anh đào nở. Cho nên thời tiết hiện giờ rất là đẹp. Ở đây cũng là lần đầu tiên mình đến Washington DC trong cái mùa hoa anh đào đó các bạn. Đó, ở dưới cái bờ nước có con vịt nữa kìa. Trên là có máy bay bay nha, tại vì cái thị trường nó nằm gần ở đây đó các bạn. Đẹp lắm. À, hôm nay là thứ ba cho nên là người đi xem hoa cũng không có nhiều như là mùa như là cái ngày cuối tuần nha các bạn, cho nên mình cũng đỡ. À, thứ nhất đó là mình đi tới đây chơi đó các bạn, thì mình không nên lái xe đi nha. Lái xe đi á không có chỗ parking. Vào ngày cuối tuần không có chỗ parking. Nhưng mà mình đi Uber thì nó tiện hơn. À, mình đi Uber nó rất là tiện. Mình đón Uber mình đi đó các bạn. Đẹp lắm. Đó. Đẹp không? Quá đẹp luôn nè. Hoa anh đào. À, đẹp quá, đẹp quá. Cả một con đường hoa anh đào. Thank you.
Những cây hoa anh đào này rất là tuyệt vời, rất là đẹp ha các bạn ha. Nhưng mà vì sao mà nước Hoa Kỳ này có những cây hoa anh đào tuyệt vời này ở thủ phủ của nước Mỹ? Thì là việc trồng cây hoa anh đào này đó các bạn ở Washington DC này á, bắt nguồn từ năm 1912 như một món quà của tình hữu nghị với nhân dân Hoa Kỳ từ nhân dân Nhật Bản. Ở Nhật Bản, cây hoa anh đào này là hay còn có thể gọi là cây sakura, là một loài thực vật có hoa quan trọng. Vẻ đẹp của hoa anh đào là biểu tượng giàu ý nghĩa trong văn hóa của người Nhật Bản. Cho nên hồi xưa Nhật tặng hoa anh đào này cho nước Mỹ để biểu tượng cái tình hữu nghị giữa hai nước, và cho tổng cộng là tới 3.000 cây rồi đó các bạn, 3.000 cây hoa anh đào. Thì tháng 3 năm 1912 vào ngày 27 á, thì đệ nhất phu nhân của tổng thống Taft, tức là bà Helen Taft đó các bạn, với nữ tướng của Nhật Bản đã trồng cây hoa anh đào này lần đầu tiên, trồng 2 cây ở khu vực của sông Potomac này, ở thủ phủ Washington DC. Sự kiện kỷ niệm chính phủ Nhật và tặng cho chính phủ Hoa Kỳ 3.000 cây anh đào này trồng ở thủ phủ Washington DC. Do đó mà nơi đây mình có được 3.000 cây hoa anh đào trồng chung quanh khu vực thủ phủ của Washington DC, mà hàng năm thì hoa nở vào cuối tháng 3 đầu tháng 4 trong vòng 2 tuần thôi. Cho nên các bạn nào mà muốn đi tham quan hoa anh đào á thì phải canh nha các bạn. Các bạn canh đến đây vào cuối tháng 3 đầu tháng 4 thì mới có hoa anh đào xem. Nhiều khi xui á, thì đến đây vào cái mùa mà tuyết rụng rơi, gió mạnh nhiều quá thì hoa có thể nó sẽ rụng mau lắm các bạn. Muốn đi xem hoa này canh cho đúng ngày đúng giờ thì mình mới xem được cái lúc mà nó nở rộ rất là tuyệt đẹp. Thì hiện giờ thì nó vẫn còn nở, nhưng mà mấy bữa nay vì tuần trước thì bị mưa đá, tuần này thì xuống độ lạnh 20 mấy độ, cho nên là hoa nó cũng yếu yếu một chút, nó cũng rủ rủ một chút, nó không có tươi tắn, rủ rủ một chút, nhưng mà nó vẫn còn đẹp, nó vẫn còn trên cây trên cành như vậy cho mình ngắm là cũng là tuyệt vời rồi. Rất là đẹp, cả một rừng cây luôn. Từ bên này qua tới cái khu vực qua bên kia các bạn, đẹp lắm. Cả cái hồ nè, bạn thấy từ cái hồ bên này mình có thể mình xuyên thấu qua cái hồ bên kia, mình thấy một hàng cây nó nằm phía bên kia nè, một hàng cây nằm bên đó nè.